Celebration 2008. BSK, CD, VD, Nandri. The Good Day Young, GVR Production. Người tôi thì chết sớm. Hero đã sự thật, có lẽ ngày mai tụi tao chết. Người tôi thì chết sớm. Nói với tao đâu không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Tao nói người tôi thì chết sớm. Hero đã sự thật, có lẽ ngày mai tụi tao chết. Người tôi thì chết sớm. Nói với tao đâu không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Nếu ngày mai tao chết thì sao? Vì đến khi tao nằm trên mồ mày cũng đeo flow bằng tao. Mỗi lần như vậy thì chắc là mày lẽ thích chết. Nói thật với tao, nếu còn một ngày sẽ là còn có mix thế của tao sẽ lại hai. Và chỉ cho mấy thằng lại cai. Đến giờ phút này SK vẫn đeo vào ngày dài. Đến nay SK sẽ thức cùng với cốc cà phê. Phiền đã đen đi mãi là phiền đến tao sau này. Thì đeo cần biết xuống mày có phải là phiền đã đen. Yeah. Tìm tao đi, hôm nay tao tắt với mọi thằng nào mà tao biết. Tao cần xa chỉ vì tao nghiện em vì thứ tiền. Hôm nay tao đeo care dù mày có đồ chém tao. Vì nếu ngày mai tao chết thì cả đời mai vẫn kèm tao. Hôm nay nếu chơi phỏ tao được sinh quá cao. Dù đeo cần như ai mà kể thằng nào gọi tao là vào. Mình sẽ không mấy ai biết được. Nên bây giờ ngồi lưu lĩnh tay cầm giấy tay kia cầm viết mực. Cho dù bọn mày nghĩ tao giả dối hay viết thiệt thật, tao cũng không thể nào nói sự sống còn là một điều biết chưa. Nếu có ai nghe bài này mà biết ra đi. Nếu biết tao đi không quay lại thì luyến tiếc để làm chi. Hình tao vẫn còn đó, lời tao vẫn còn đây. Dù đời tao không còn nữa thì nhạc của tao vẫn còn bay. Căn phòng này sẽ ra sao khi đã vắng bóng tao. Vết mòn trên mặt bàn nơi tay tao giữ như còn hơi nóng sao. Mới hôm nào tao đã đặt chân đến cái diễn đàn. Đã có bao nhiêu vui buồn xích mích cũng như những tiếng đàn. Bây giờ cứ như tao chưa từng đi, chưa từng đến. Muốn mọi người biết tao vẫn còn đây, vẫn còn bên. Cuộc đời đã bỏ tao, âm nhạc không có tao. Công lao về nhỏ sao thôi thì xin đừng nhìn ngó tao. Người tôi thì chết sớm. Hero là sự thật, có lẽ ngày mai tụi tao chết. Người tôi thì chết sớm. Nói với tao đâu không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Tao nói người tôi thì chết sớm. Hero là sự thật, có lẽ ngày mai tụi tao. Nếu ngày mai tao chết đã thành quả phụ của tao. Và nếu ngày mai tao chết thì có quan tài đóng cho tao. Thêm vài câu hỏi lần vợ trong đầu. Không biết bọn mày còn ghét khi tao đã nạp chịu chết không. Dám cá đâu có thằng cặc nào dám đồng đến sân lông. Tao biết chúng mày sợ ma mà cứ thử động đến tao vào lúc đấy. Cả đêm chúng mày mất ngủ và chạy sang phòng ngủ với cả ma mà. Và khi tao chết có lẽ lúc đó tao biết thằng nào là anh em. Thằng nào trên bận, thằng nào là friend, yeah. Thế giờ nhắc đến anh em tao nể thì GVR là đầu tiên. Mặc dù trên khắp thế giới bọn tao vẫn là con rồng và cháu tiên. ESK, CD, thằng bảy hay chú na. Vì đi lúc đầu nó có hơi điên nhưng mà nó đã xin lỗi nên tao sẵn sàng là thứ tha. Trước lúc nằm xuống tao muốn nói SK là thằng đầu tiên tao nể cho thằng là vượt được qua nó. Không những biết rap mà còn làm beat khá khá đó. CD ở Khánh Hải Phòng đánh mặt đàn anh từ khi mà GVR sau đó cứ tin tao nè thằng Na và cả lại ca nó. Nếu ngày mai tao chết không biết đời ra sao. Trong đầu bước quanh chân trước bước chân tao nghĩ đến một câu ca sao. Một ngày là bạn hoạn nạn có nhau. Chung sức chung lòng anh em ta sẽ vượt qua hết mọi khổ đau. Tao chết hy vọng có thằng nào đó hãy khắc tên tao lên một tấm bia đá. Cuộc đời cho má tôi thì cũng đành người xa. Nơi tao đến địa ngục cái tiên đường nhưng ta vẫn luôn chúc chúng mày nghị lực hay kiên cường. Đứng dậy mà sống đời này bất công. Bọn trẻ năm tháng có khi chết đi chỉ còn lại duy nhất mảnh chiếu không. Thiếu không tình bạn, thiếu không tình người. Dẫu sao phút quý làm gì vừa dù đến khi ra đi. Không ai bên cạnh đêm đông tim lạnh đã theo nặng mây vào hư vô. Hộ mi tao chúc chúng mày hạnh phúc. Đôi lúc rảnh rỗi nhớ đến tao. Rap Việt bay cao bay xa.
sao viết cho một nhà, xin khắc lòng tập giả. Người tôi thì chết sớm, nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. Người tôi thì chết sớm, thì hôm nay tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Tao nói người tôi thì chết sớm, nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. Người tôi thì chết sớm, thì hôm nay tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Tao không nên để tất cả buông lời, nhưng một lần để dòng lệ rơi còn chúng mày, tao sẽ mỏi gan mọc ruột. Nhưng mai một lũ mèo khóc chuột, anh em cùng làm gặp nạn thì mày cuốn gói. Nếu ngày mai tao chết thì tao chỉ muốn nói, homeboy, tao chỉ từng coi mày là anh em, anh em tao là VIGE.